Hằng Hằng à, biết quả gì đây không? Đây là quả xấu chứ còn quả gì nữa, nhưng mà nó chín mất rồi. Ui giời ơi, ui giời ơi. Đâu, để Hằng Nga cao, Nga bớt cho anh. Nào. Đây đây đây, 1 2 3. Ôi trời. Lại. 1 2 3. Ôi trời ơi, đi ra anh nhảy mới coi này. Tưởng Hằng Nga cao như nào cơ, không có bớt được quả xấu. Đây này. 1 2 3. Đấy. Ui, quả xấu này nó hương rồi, nó sắp chín rồi. Cho. À, nhưng mà em đã có cách, anh Thắng tiên ơi. Cách gì thế Hằng Nga? Bây giờ anh cõng em ấy để em với. La. Nhưng mà anh phải cẩn thận không em phải ngã ấy. Kéo cái lưng anh. 1 2 ạ. Trời ơi, chết tôi trời ơi. Đây đây đây. Được chưa? Ui giời, Hằng Nga ăn cái gì mà lạnh như con khủng long ấy. À đây. Đây có một quả sầu chín vàng luôn này cho Hằng Nga, nhưng mà mỗi tội là nó bị thối chỗ này thôi. Quả này bị rơi bị thối rồi anh lại đưa cho em ăn à? Nó vừa mới rơi xong anh nhặt cho em luôn, còn gì nữa. À đây rồi, em có cách rồi. Lấy quả xe đạp màu hồng Hello Kitty này, đứng lên đây à là với được mấy quả sầu luôn. Không được, cái quả xe màu hồng Hello Kitty của Hằng Nga thấp lắm, phải lấy quả xe Doraemon màu xanh dương này của anh thì nó mới cao. Lấy xe màu hồng Hello Kitty của chị. Hằng Nga giữ chặt cho anh không mà đổ xe là ngã luôn cả hai đấy. Nào, khéo nha. 1 2 3. Bất mai mới được hai quả xấu đây, chia cho Hằng Nga một quả. Nhưng mà em thích quả này xanh hơn, em ăn quả xanh. Thì anh cho Hằng Nga quả to. Nhưng mà vẫn thiếu một quả xấu, cho anh hải củ cải nữa. Nhưng mà anh hải củ cải đâu nhở? Đi mua xúc xích rồi chứ còn đi đâu nữa. Nhờ đúng rồi mấy bạn ơi, hôm nay cả ba đang sẽ thi chế tạo lò nướng xúc xích mini. Ui giời, anh Thắng lớn rồi vẫn còn chơi đồ chơi của trẻ con. Trẻ con cái gì mà trẻ con, Hằng Nga có biết đấy là đồ chơi gì không? Nhìn thì biết, đây là xe lửa chứ còn cái gì nữa. Thì đúng rồi, nhưng mà đây không phải là cái xe lửa bình thường đâu. Đây là cái xe lửa Domino. Thế thì làm gì? Nó là cái hiệu ứng đổ theo. Như thế này này, bây giờ anh có một hòn gạch, xong rồi anh xếp thêm một hòn gạch ở đây nữa. Ui giời, anh xếp thẳng vào. Thẳng hay không thì nó vẫn đổ được. Đây này, như thế này thì người ta gọi là hiệu ứng Domino. Đó. Nhưng mà xếp bằng tay thì hơi bị lâu đấy. Đây, người ta sẽ cho một cái thanh dài này, rút cái thanh này ra. Xong bắt đầu là xếp gạch vào trong này. Đây này, nó như thế này này. Hằng Nga nhìn đây. Bây giờ anh cho xe lửa nó chạy. Ghê chưa? Không phải xếp bằng tay. Tí như nó xếp xong hay là cái việc đẩy thôi. Xong rồi nha, chiếc xe lửa Domino đã xếp xong gạch cho Thắng rồi. Và bây giờ các em nhìn đây. Các em nhìn đây. 1, 2, 3. Wow. Ôi giời ơi, chỗ này nó bị xa quá rồi, đồ chưa rồi, nào. Ôi giời ơi. Hình như là cứ đến cái đoạn gấp khúc xong rồi nó xa quá, thế là không đẩy được. Kiểu như cái ông ở đằng trước ăn nhiều quá béo, xong rồi cái ông đằng sau gầy thì không đẩy được ông béo. Một đường ngắn tốt đi đây nhưng phải đẩy tận 4 lần thì nó mới đổ hết. Chắc là cái xe lửa đấy đang đi nó nhấp vài xoài, xong rồi nó đẻ cách xa nhau quá. Anh sẽ dùng cái vỏ hộp sơn này để làm lò nướng xúc xích nha các bạn. Còn Thắng sẽ dùng cái lon nước dừa này để làm lò nướng xúc xích. Chắc chắn hôm nay chị là người đặc biệt nhất rồi. Hôm nay chị sẽ làm lò nướng xúc xích bằng quả dưa hấu siêu to khổng lồ này. Hằng Nga có bị làm sao thế? Quả dưa hấu này thì làm sao mà làm được cái lò nướng xúc xích? Đúng rồi, quả dưa hấu như thế này thì làm sao mà chịu được cái sức nóng của than? Chút nữa Hằng Nga mà nhét than nào xong mà nó hồng lên, nó nóng lên là cháy luôn cái quả dưa hấu ở đây mà chỉ cả xúc xích. Rồi hai anh mở tô mắt ra mà xem. Bây giờ chị sẽ bổ đôi quả dưa này ra, chị lấy phần bên này. Quả dưa của em là quả dưa không hạt luôn đấy. Bây giờ chị sẽ lấy cái thìa này múc hết cái lõi dưa ra để nhét mồm anh Thắng. Cái này ăn được luôn. Ui, chị để cho tủ lạnh mát lạnh luôn. Nào, anh Thắng ăn không ra. Ngọt đâu. Ngon nhờ. Hằng Nga để trong tủ lạnh ăn mát lắm. Của chị Nga thì ngon rồi, vừa làm vừa ăn, còn của anh đây này. Của anh Hải phải dùng sức lực, còn được của Hằng Nga cần dùng mồm thôi. Chị đã múc xong hết ra cái bát này rồi này. Được một cái bát to ơi là to luôn. Tí nữa chị sẽ ăn một mình cho anh Thắng và anh Hải nhịn. Thì lương xúc xích, tí nữa ăn xúc xích chứ ăn gì dưa hấu. Hoa quả là để trắng miệng, lúc mà ăn xúc xích xong thì mình ăn dưa. Thắng không thèm thì để cho anh thèm. Cho anh một cốc sinh tố dưa hấu nhá. Thế là hai anh em mình ăn thôi, gọi cho anh Thắng nhịn. Cửa mãi mới được các bạn ơi. Tiếp theo đây là anh sẽ dùng 4 cái đinh này để làm 4 cái chân của cái lò nướng. Rồi để xem là bây giờ Hằng Nga sẽ làm cái gì đây. Bây giờ chị sẽ lấy cái giấy bạc này lót xuống quả dưa. Có cái giấy bạc này thì than nó sẽ không làm héo quả dưa của chị được. Được rồi, bây giờ Hằng Nga tỏ cái giấy bạc ra đi. Giờ đang sẽ giúp Hằng Nga cắt cái cuộn giấy bạc này ra. Ui trời ơi, chém như này cho nhanh. Chờ anh Thắng cắt luôn cho chị có một đến tối. Thì hỏi là Hằng Nga phải ấy kín hết này phải chứ. Các em nhìn đây, nhìn quả dưa của chị giống cái lò nướng chưa? Nhưng mà vẫn chưa sao đâu. Bây giờ dùng mấy cái thanh sắt này để xiên qua quả dưa này của chị. Bây giờ mới tới lượt Thắng đây. Thắng sẽ cắt một cái hình chữ nhật từ bên này sang này, xuống này, sang bên này. Thế là sẽ thành một cái lò nướng xúc xích mini.
Ui, mấy bạn ơi, Thắng biết được một cái sự thật về cái lon nước dừa này nhá. Cho mấy bạn xem đây. Wow. Thắng bóc cái vỏ ra là được luôn một cái quả lon màu bạc bạc nhìn đẹp tuyệt vời luôn. Ui trời ơi, cái điều này ai chẳng biết, anh Thắng toàn nói thừa. Đâu, anh có biết đâu. Mấy bạn nhìn xem này, cái lon nước dừa Thắng y hệt như là cái màu của giấy bạc của Hằng Nga. Nhìn đẹp tuyệt vời Hằng Nga nhở? Không phải lấy của em mà so à? Nhà bạn nào mà có lon coca cả lon nước dừa thì nhớ chạy ra xong rồi cắt xem là có được giống như cái lon của Thắng không. Rồi mấy bạn ơi, Thắng đã hoàn thành xong chiếc máy lướng xúc xích mini của Thắng rồi. Hai cái mảnh lắp ghép bộ đồ dùng lớp lăm để làm cái đế cho cái lò lướng. Nhưng mà cái lò lướng nó đặc biệt nhá, là nó có cái motor ở đây. Phải gọi là cái lò lướng này là cái lò lướng tự động, bởi vì là chỉ cần đặt xúc xích lên đây xong bắt đầu đấu điện ở đây là nó sẽ quay, không cần quay tay gì cả. Đây là lò lướng dành cho những người lười thôi. Chắc xúc xích béo bằng rằng cái này anh ấy à? Không phải là như thế, nó quay đều vậy thì nó mới chín đều, mới ngon. Của anh Thắng đặc biệt nhưng mà cũng không bao giờ bằng của chị đâu. Chị đã hoàn thành xong chiếc lò nướng bằng dưa hấu của chị. Đấy. Ui mấy bạn ơi, nhìn cái lò nướng xúc xích của Hằng Nga như kiểu là cái mũ bảo hiểm luôn ấy. Đợi đầu. Ui rồi. Đây này, có 4 cái chân trụ đảm bảo đặt xuống nướng, có 5 cái xúc xích cũng không thể nào đổ được. Khi mà cho xúc xích vào ấy, có thể che xuống để tránh bụi bay vào và ruồi nhặng bay vào nữa đấy. Ơ thì cái máy nướng xúc xích của anh Hải không có cái chỗ để xúc xích à? Như thế này thì xúc xích với cả than của anh Hải lẫn lộn như kiểu là xào xúc xích cả than. Chắc anh Hải làm món xúc xích bóng đêm. Anh biết ngay mà, bất kỳ khi chế tạo ra một cái gì ạ, thế nào cũng bị Thắng TT và Hằng Nga chê cho mà xem, cho nên anh cố tình giấu đi đấy. Đây này, tấm lưới anh chuẩn bị đầy đủ cả đấy, không thiếu một cái gì đâu. Của anh là ngon nhất. Được rồi, bây giờ Thắng của anh Hải của cái với Hằng Nga sẽ nhóm than để lướng xúc xích. Đây là cái quạt Hello Kitty của chị. Ui mấy bạn ơi, may quá có chiếc quạt Hello Kitty của Hằng Nga. Cái đặt xuống đây thì nó mới nhanh hồng như này, nếu không mà đợi còn lâu nó mới hồng. Được rồi, than hồng rồi này. Tôi sang kéo ông Bảo, kéo ông Bảo. Rồi. Cái này á, bỏng lắm nên là mấy em ở nhà đừng nghịch cái này nhá. Than của em hồng rồi. Ơ thế nhưng mà xúc xích của em đâu? Ờ đúng rồi, xúc xích đâu rồi nhở? Anh Hải có cái mua xúc xích chưa? Ui, em quên mất rồi. Ôi trời, thế là từ lễ tới giờ vẫn chưa có cả xúc xích để nướng. Thế mà lại bảo là làm lò nướng để nướng xúc xích. Thôi chứ bây giờ đi mua chứ làm thế nào được. Đây đây, Thắng Nga đi mua xúc xích về này. Xúc xích đây rồi. Ui, hai thứ luôn đây này. Có. Cái lò nướng này của chị à, phải nướng được 5 cái xúc xích. Đâu Thắng Nga thì nhớ là sẽ được 5 cái không? Nhưng mà nướng 3 cái thôi. Một cái. Để vào đây, để người đúng không? Hay lướng kiểu này, đây. Không, nướng như này. Đâu, lướng chiều này thì nó mới được nhiều. Lướng chiều này. Nhưng mà em không thích, của em chứ của anh à? Phải nướng chiều này. Phải chiều này. Không, anh thích chiều dọc này cơ. Thế thì anh đi vào nướng của anh, vớ vẩn. Lò nướng của anh có phải dùng tay để lật đâu mà. Thôi, anh Thắng cãi em đi, cứ lắm chuyện. Cái thứ hai này. Rồi, cái thứ ba sẽ cắt như này để lúc nào mà nướng này nó sẽ chín từ bên trong ra bên ngoài luôn. Đây này, bây giờ cho mấy bạn xem cái lò nướng đặc biệt của Thắng đây. Cái xúc xích của Thắng đây nhá, chỉ cần lối dây điện vào như thế này, buộc dây điện đỏ vào dây điện vào đó. Wow. ghê chưa. Máy nướng xúc xích tự động như thế này nó chín mới đều nhá, nó lở đều. Của anh Thắng cũng xịn đấy, như này đỡ mỏi tay. Nhưng mà quay này, có mà đến tối không được ăn ý. Tối cái gì, nó quay đều này nó mới nhanh chín, tầm 3 phút nữa thôi là được ăn bây giờ. Bọn của anh Thắng được mỗi một cái, nhìn của chị này, x4 luôn. Thế à, tí nữa anh Thắng ăn hết á, xong lại xin. Thằng Nga ăn cái gì mà ăn tận 4 cái xúc xích luôn. Chị có thể cầm được lên như này luôn, biết tại sao không? Tại vì chị lót cái giấy bạc rồi ấy, nên là nó không nóng. Ui, mấy bạn ơi, xúc xích của Nga chín đều ghê đây. Nóng chưa? Hai này sắp chín đây này. Còn cái này sống này Nga, lật đi. Cái này sống rồi. Xem lò lướng của anh Hải xem nào. Ui dồi ôi, lò lướng của anh Hải lướng cái gì mà đã cháy rồi này. Ủa đã cháy rồi à? Đây, cái này chắc là chín rồi. Chưa chín đâu. Chín rồi. Đây, cái này lỡ tung rồi, té nhai rồi. Bỏ cái tay ra. Lò nướng của ai thì người đấy ăn, biết chưa? À, tí nữa anh Hải đổi với em cho anh Hải một cái, xong anh Hải cho em 2 cái. Khiếp, anh Hải của cái với cả Hằng Nga lướng cái gì, mọi người 4 cái xúc xích ăn thế này chắc mà lên 4 cân một ngày mất. Wow. Của Hằng Nga cắt cái gì mà lỡ vỡ tung cả cái xúc xích này ra rồi. Hình như là nó nóng quá xong nó nở đấy. Wow, của anh Hải lại bị cháy rồi kìa. Đâu. Anh Hải lướng kiểu gì mà cháy đen xì như thế kia. Đúng là anh Hải vụng về mà. Trời ơi mấy bạn ơi, Hằng Nga lướng xúc xích kiểu gì ấy? Kiểu như là bị làm sao kìa, bị lở lở đây. Đây là tại vì nó nóng quá xong nó nở tung tóe ra như thế đấy. Ừ, chắc là hai cái này chín đấy, để cho anh hai cái này đi. Ui, cháy mỗi một cái rồi mà nó ui trời ơi. Anh cái gì mà đen xì như này? Nướng, anh Hải nướng đen xì này thì ăn kiểu gì? Đấy, cái này thì nó cho Hằng Nga cái này. Của em đấy nè, em không ăn của anh Hải đâu. Nhiệt độ mà nó yếu quá không đủ ấy. Trời ơi. Nắng mưa không có vấn đề gì hết. Ở bên của anh Hải đẩy vào xong còn được nhìn thấy này. Đấy. Nhưng mà xịn nhờ, em nhìn thấy nó to như là, nó giống như là kiểu mọi người hay đi picnic xong rồi có cái lò nướng ấy. Đúng không anh Hải? Quá chuẩn luôn ấy. Nhưng mà anh lật đi không mà cháy đen xì rồi. Nhưng mà cái lò nướng của anh là cái lò nướng mini.
một cái hình như anh hai thằng à của anh chạy sao ấy. Xong anh nướng ăn nó đẹp lắm. Nhưng mà anh không biết tỉa bông hoa. Người ta ăn lẩu thì người ta mới tỉa bông hoa, chứ ai nướng ở tỉa bông hoa. Của em cũng chín rồi, em sẽ thưởng thức ngay và luôn. Nhưng mà của Hà Nga rất là xấu, chó hôi. Cái này của Hà Nga có giống xúc xích không? Nó bị làm sao ấy? Chắc là Hằng Nga không biết cái này giống gì rồi, đã anh bảo cho. Giống cái bánh mì mà hàng sáng các bạn ăn đấy. Đúng rồi. Em cũng thấy giống cái bánh mì này. Cái gì mà lở tung lở toát ra. Cái thứ hai, địch nó đã lở còn cháy nữa. Tư cái gì? Cái gì mà đã ăn rồi? Chả ăn thì sao, nó chín nó phải ăn luôn. Bây giờ anh ngồi đây, Hằng Nga phải cho anh một cái chứ. Của ôi. Đây. Cái tội ăn tham này. Trời ơi, cứu tôi. Đấy là cái tội ăn tham đấy, không cho anh nè, con ong tía đốt hàng ngàn. Nó cười làm sao? Con ong, đây là hàng ngàn, mà cầm xúc chọn. Đấy, bây giờ anh cầm xúc xích rồi là con ong nó sẽ đuổi anh. Nó không để hàng ngàn nữa. Đây rồi. Đau, không phải con ong đấy. Mày quá, đau. Đấy là anh cầm cho em con ong đốt nữa. Anh đánh giá mất xúc xích của chị. Ôi, xúc xích của thằng nó chín đều như thế này nhá. Nhưng mà tại vì nó chín rồi nên là bên trong nó mềm nhuyễn ra, nên là cái motor nó không quay được nữa. Bây giờ là cái tiết mục bỏ ra này. Thằng sẽ lấy cái quả xiên sẵn đang đây. Tờ, bỏ cái dây điện này ra. Đó. Ui. Rồi, cho mấy bạn coi cái quả xúc xích này nhá. Không bên nào nó bị cháy luôn, nhìn nào. Wow, ghê chưa. Ngay cả mấy cái khe này luôn này. Nó chín từ mấy cái khe này ra này. Nè. Uầy, anh Hải của cái nghe có giòn không? Chắc là không có giòn đâu các bạn. Tao để em thử xem nó giòn. Anh Hải Cổ Cái, Hằng Nga, sao lại ăn hết cả xúc xích của em thế này? Đang có hỏi mỗi một câu có giòn không? Thế là anh Hải Cổ Cái và Hằng Nga sao lại ăn hết xúc xích của hắn rồi? Chẳng phải em hỏi có giòn hay không còn gì nữa. Đúng rồi, bọn em chỉ là thử xem có giòn hay không thôi. Có giòn hay không thì phải búng chiếc quả xúc xích của anh Hải Cổ Cái và Hằng Nga đâu mà được cắn như thế. Thế bây giờ còn mỗi mảnh thì ăn kiểu gì? Thôi, bây giờ ăn tạm vậy, tí nữa ăn xong là sang lấy xúc xích của anh Hải Cổ Cái và Hằng Nga. Anh vừa nghe thấy thằng Tê bảo sang ăn kéo của anh đúng không? Thôi, anh Hải ăn cái gì mà làm tiếng ớt đấy. Anh Hải vừa bảo là mời các bạn mời em phải không? Nhưng là chắc là mời anh thắng rồi. Đây, cắn một miếng trà hai cái, chỗ này mới được một cái, còn thêm một cái nữa. Cho để tiên cho sau. Phải đây nghe nó, cái xúc xích đầu tiên cơ mà. Anh Hải cắn miếng béo không là bị bỏng ấy. Chắc là ngon lắm đây. Anh Hải mồm to cắn phát hết lưỡi cái xúc xích luôn, giống y như hàng hạt đấy. Đấy là em thử thôi. Chỉ là một cái xúc xích hình bông hoa. Ôi, nhưng mà cái này bị gãy một cánh rồi. Nhưng mà Nga làm này thế là chín làm sao được tận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cánh, 9, 5, 6, 9 là hết. Cắt như này ra, nó mới chín nhanh, anh chả biết gì. Thôi, nói chung là kết thúc cuộc thi rồi. Bây giờ xin của Hằng Nga một cái, bởi vì là cắn mất nửa cây xúc xích của tháng. Với cả xin thêm anh Hải một cái nữa. Ôi dồi ôi, như vậy là ngày hôm nay ta lượm được 3 cái xúc xích rồi. Ôi, anh thanh tê của các bạn tham như gì ấy. Kiếp lại còn xin tận 2 cái. Đã lừa làm đòi hay ăn. Rồi nha mấy bạn ơi, hôm nay mấy bạn thấy cái lò nướng xúc xích mini của Thắng hay là của Hằng Nga? Của anh Hải của anh. Của anh. Chắc chắn là của chị sẽ là giải nhất rồi. Đúng rồi anh Hải. Hằng Nga mà được giải nhất thì anh phải là đặc biệt. Mấy bạn nhớ chấm điểm xem là cái lò nướng của ai đẹp nhất nha.